Ngày 1 tháng 11, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Thắng, sinh năm 1973, ngụ thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, 8 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo bồi thường số tiền 237 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Theo cáo trạng, trưa ngày 5 tháng 1, 2023, Thắng là tài công và ông LVV, ngư dân, cùng với 3 ngư dân khác tổ chức nhậu trên tàu cá đang neo đậu tại xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Khi nhậu được một lúc thì Thắng nghỉ nhậu, đi về tàu cá ngủ. Trước khi đi, Thắng kêu V nghỉ nhậu để tối đi đánh bắt cá, nhưng V không nghỉ mà vẫn tiếp tục nhậu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, V đi qua tàu cá mở cửa cabin, kêu Thắng thức dậy nhậu tiếp, nhưng Thắng không nhậu mà chửi thề. Kêu V nghỉ nhậu để tối còn đi đánh bắt cá, nhưng V không nghe và có trả lời lại. Sau đó Thắng dùng chân đạp trúng vào vùng bụng, làm cho V té ngửa về sau, đầu va chạm vào thành tàu cá đầu cặp bên, rơi xuống biển, ngay khoảng giữa của hai chiếc tàu đang neo đậu. Rồi đóng cửa cabin lại ngủ tiếp. V được những người khác trên các tàu cá đang neo đậu tại đây cùng nhau mò vớt lên nhưng đã tử vong. Sau khi hay tin V đã tử vong, Thắng liền đến công an xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.